nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm là một yếu tố là một một cái công việc nghiên cứu tiếp theo khi chúng ta nghiên cứu về các dòng sản phẩm. Ra nghiên cứu về chu kỳ sống sản phẩm cho các cái nhà quản trị hoặc những nhà làm marketing những cái nhìn đúng đắn nhất về cái sản phẩm mà mình đang kinh doanh trên thị trường. Xem rằng cái sản phẩm đó nó đang nằm ở chu kỳ nào. Bởi vì chúng ta biết rằng là ở mỗi một cái chu kỳ khác nhau của chu kỳ sống sản phẩm thì các nghiệp lại có những cái chiến lược marketing hoặc là những cái chiến lược kinh doanh khác nhau chu kỳ sống của sản phẩm thì thông thường bao gồm có bốn giai đoạn chính thứ nhất là giai đoạn để giới thiệu sản phẩm vào thị trường giai đoạn thứ hai giai đoạn để tăng trưởng giai đoạn thứ ba là giai đoạn bão hòa và giai đoạn thứ tư giai đoạn suy thoái sau này giai đoạn suy thoái thì người ta còn thêm giai đoạn, là giai đoạn đào thải tức là gì tức là cái sản phẩm này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi thị trường thế tuy nhiên nhiều các nhà nghiên cứu thì người ta vẫn sử dụng giai đoạn suy thoái giai đoạn chung bởi vì trong giai đoạn suy thoái này thì người ta các doanh nghiệp những nhà nghiên cứu có rất nhiều các sự lựa chọn cho các cái sản phẩm của mình đối với cái đoạn để giới thiệu sản phẩm thì sao? thì đoạn này đặc trưng của nó đó là gì? cái phần doanh doanh số hay là doanh thu ấy rất là ít bởi vì chúng ta mới giới thiệu sản trường chưa ai mua hoặc là rất ít người mua. và lợi nhuận ở đoạn này chúng ta đang là âm bởi vì chúng ta cái chi phí đầu vào nó rất là cao. đoạn thứ hai là tăng trưởng tức là cái gì ạ? có một cái sự đột phá trong trong cái doanh số tăng lên rất nhanh giai đoạn này thì uh, hầu hết các sản phẩm đều đã quen dần so với thị trường mà khách hàng là dần tín nhiệm và mua sản phẩm. Thế tuy nhiên là các cái chiến lược trong giai đoạn này của doanh nghiệp là tập trung chủ yếu vào nỗ lực bán hàng. Nó không như trong giai đoạn giới thiệu sản phẩm là gì ạ? Là tập trung nỗ lực marketing vào việc thông tin và truyền thông tức là đưa sản phẩm này, cái thông tin về sản phẩm này đến khách hàng. Còn giai đoạn tăng trưởng là để kích thích bán hàng. Giai đoạn bão hòa tức là gì ạ? Cái doanh số nó tăng chậm lại và gần như là đạt đỉnh. Lợi nhuận giai đoạn này thì cũng là cao nhất thì đối với các nhà làm an tinh ở trong giai đoạn bão hòa người ta chủ yếu là gì nhắc nhở nhắc nhở khách hàng, Đó, Tức là hoặc là quảng cáo nhắc nhở và truyền thông bia sự kiện và để duy trì cái số lượng khách hàng hiện tại mà thôi. Giai đoạn suy thoái giai đoạn suy thoái là các doanh nghiệp sẽ bắt đầu nghiên cứu đến các cái phương án tiếp theo lên cho sản phẩm này đào thải ra khỏi thị trường hay là sẽ cải tiến nâng cấp nó để đưa nó sang một cái chu kỳ sống mới. Thì đây là bốn những cái bốn cái giai đoạn Thuộc về chu kỳ sống sản phẩm vậy thì chúng ta cần phải nghiên cứu rằng là sản phẩm mà chúng ta đang kinh doanh hoặc là đang buôn bán thị trường nó đang nằm ở trong giai đoạn nào của chu kỳ sống từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái chiến lược có thể được kinh doanh hoặc chiến lược marketing cho nó hợp lý nhất chúng ta có thể là loại bỏ những cái ý tưởng sản phẩm khi có đặc điểm sau nhất là chúng có thể mang lại lợi nhuận thấp hoặc không đủ thị trường. Đây là chúng ta là xem xét các cái dòng sản phẩm ở trong cái chu kỳ sống đấy ạ. Những cái nào mà chúng ta cảm thấy là nó mang lại lợi nhuận thấp hoặc không 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 đủ thị trường nó không thể cạnh tranh được thì chúng ta sẽ gì ạ bỏ ngay cái loại sản phẩm đấy. Đó. Chúng có chi phí và rủi ro cao. Khi chúng ta bây giờ đang dự kiến đưa một cái sản phẩm vào thị trường. Thế nhưng mà nó lại có chi phí quá lớn và rủi ro thì cũng chưa chắc đã có thể là gì ạ, nó có thể là thu được lợi nhuận cao vậy chúng ta cũng có thể là loại bỏ đi ý tưởng tức là chúng ta sẽ không đưa những cái sản phẩm đấy ra ngoài thị trường một cái ví dụ này tôi thấy các bạn có ví dụ là năm 1999 Nissan công ty ô tô Nissan của Nhật Bản tương đối nổi tiếng họ tung ra một cái thế hệ ô tô mà có thể chạy được trên điện từ không khí ô tô chạy trên điện từ không khí tức là gần như là nó không có ma sát nào cả tốc độ rất nhanh có thể là 300 400 cây một giờ thế rồi là họ cũng đưa ra đưa cái mô hình ô tô này vào trong các, các cuộc triển lãm ô tô thế giới thế nhưng mà cái chi phí của nó quá cao một chiếc ô tô để vận hành thế thường thường người ta đã mất gì ạ? khoảng uh, 200.000 đô tức là tương đương với một chiếc siêu xe thế nhưng cái quan trọng nhất là chi phí đó là, là chi phí liên quan đến cơ sở hạ tầng điện tử thì các cái đường dây điện tử đúng không? hơn nữa là cũng chưa chắc là nó đã thành công bởi vì cái đấy nó đòi hỏi một cái nền tảng công nghệ và khoa học kỹ thuật cũng như nền tảng về kinh tế tốt nhưng mà trên thế giới ra thì không phải là quốc gia nào nó có điều kiện như vậy. Vậy khi mà bắt đầu thương mại hóa sản phẩm như vậy thì Nissan thấy rằng là nó mang lại rủi ro cao. Chính vì thế các cái mẫu ô tô mà chạy trên điện từ không khí vẫn mãi hiện tại hiện nay nó vẫn chỉ mang dưới hình thức là ý tưởng mà thôi. À, nên người ta không đưa vào trên hiện thực, không đưa vào trong cái thương mại hóa. Ờ, à, một số sản phẩm thì cũng không phù hợp với mục tiêu công ty thì cũng sẽ bị loại bỏ ngay ở ngay trong giai đoạn ý tưởng. À, như công ty tôi đang tập trung là về uh, mục tiêu của công ty tôi là dẫn đầu thị trường trong những lĩnh vực về buôn bán bất động sản chẳng hạn. nhưng bây giờ một người khác đề xuất là gì ạ? hay ý tưởng của tôi liên quan đến việc buôn bán về về, về, về sắt thép chẳng hạn. thế là nó không phù hợp với mục tiêu và tôi có thể loại bỏ ngay ý tưởng đấy ngay từ ban đầu. có một số sản phẩm thì cũng không thể được sản xuất và phân phối được với những nguồn lực sẵn có thì đây cũng chỉ cũng chỉ nên cho nó dừng lại ở mức ý tưởng hơn là gì? hơn là hiện thực hóa đưa nó vào trong cái đời sống xã hội